Kính thưa quý vị, phải nói là một cái điều rất là vinh hạnh hôm nay thân toàn được Nam Dân Ca Nhật Trường mời làm MC trong cái giây phút đầu, tôi nghĩ là cái giây phút trang trọng nhất của cái buổi mà các anh chị em nghệ sĩ như là quý khán giả gọi là cái đêm tạ từ sân khấu của Nam Dân Ca Nhật Trường. Sự hiện diện của quý vị hôm nay cũng đã nói lên được cái tấm lòng của Nam Dân Ca Nhật Trường dành cho những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từ những tác phẩm, những tiết thương ca cho Đại tá Nguyễn Đình Bảo hay cho những người lính vừa chết trận đêm hôm qua. Thưa quý vị, trước khi bọn bước vào những cái tác phẩm cho người lính Việt Nam Cộng Hòa, anh Toàn nghĩ ông cũng yêu, cũng vui, cũng có những ngày tháng tuổi trẻ, và bây giờ thì anh Toàn xin nhiều lời để xem là Nam Dân Ca Nhật Trường, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh yêu vào năm 14 tuổi như thế nào. Xin mời quý vị một tràng pháo tay Nam Dân Ca Nhật Trường.
nơi nhà hoang. Mong đầm ơi, thôi đừng thương tiếc, quý cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ, xin một câu hứa, kiếp sau ta chọn Hãy subscribe.
đang đến rơi anh giọt lệ anh nghiêng đầu đến buồn từng chiều lặng nhìn mưa bão
Tôi đi lâu đài mang tên tình ai, đó
hoa bằng thơ hình trong mắt em xanh đến tận cuối đời. Chuyện gì chưa nghe tiếng súng lời hẹn đầu chưa như bao tối thì lâu dài mang anh tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chưa nghe điều số lời hẹn đầu chưa như bao tối thì lâu dài mang anh tình cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì chị xin hát một bài một cái tình yêu của người lính hải quân mà một cái số bạn yêu cầu trước tiên hết. Đó là một bài hát nói về cái cuộc đời thủy thủ. Bài hát này tôi cũng xin thân tặng cho bạn trạm đi cử của chúng tôi. Vâng, và thưa quý vị, đây là một cái người hạng trưởng mà nỡ đành tâm bỏ tôi lại Việt Nam sau 1975. Xin tuyên dương ông. Vâng, mời quý vị nghe Hoa Biển. Ngày xưa
rất nhiều. Và hôm nay nhân cái ngày mà tôi ra từ sân khấu thì tôi rất hân hạnh có một cái số bạn đồng nghiệp đến chung vui với tôi. Không biết là chung vui hay là chia buồn, hay là các bạn đến để tiến đưa một cái người bạn rời khỏi sân khấu, hay là các bạn đến để tiến đưa một linh hồn vương bế cường. Vâng, và tôi cũng xin chân thành cảm tạ cái sự đóng góp trong cái chương trình hôm nay của những người bạn thân mến của tôi. Cho màu áo xanh chiều.
74 và đầu năm 75, một bài hát rất là dễ thương và với một tiếng hát chất chứa những cái sự mang mát nhưng đầy những cái sự dũng mãnh ở trong đó. Một giọng hát nam chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu, xin một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Quốc Anh. Thưa quý vị, tôi được ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng đào tạo cho tôi chút cái vốn để cho tôi bước vào đời ca hát. Thưa quý vị, có cái vốn đó rồi, âm nhạc rồi, một bước muốn bước lên sân khấu để vững tin để ca hát, chuyện đó khó lắm, ít người đã thành công. Và thưa quý vị, tôi được bước chân vào đời bằng sự nâng đỡ và khuyến khích rất là chân tình của một người anh, đó là anh Trần Thị Thanh, ca sĩ Nhật Trường, năm 1976, lúc còn ở quê nhà. Và thưa quý vị, tôi có 4 ca khúc hát từ 26 năm nay. Đầu tiên là Tình Có Như Không, rồi Nàng Kế Tiếp, Gặp Nhau Làm Ngơ, và gần nhất là Cho Anh Xin Xứ Nhà. 4 ca khúc này đã tạo cho tôi chút tên tuổi cho đến ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn anh Nhật Trường, cảm ơn anh Hành. Và thưa quý vị, trong 4 ca khúc đó, tôi chọn một ca khúc để hát góp vui cho anh thì đúng hơn. Chúng tôi không dám chia sẻ cái niềm vui của anh hay là nỗi buồn. Anh ra từ sân khấu sau một thời gian rất là dài, có thể nói là dành trọn vẹn cuộc đời của anh cho nghệ thuật. Tây cũng không biết là cái nỗi buồn hay nỗi niềm vui của anh. Thì dầu sao, với một tư cách một người em ở trong gia đình anh và một người đã mang nặng cái ân nghĩa nghệ thuật trong những ca khúc của anh mà tôi đã trình bày, thì tôi xin chọn ca khúc thưa quý vị, tôi xin chọn ca khúc Cho Anh Xin Số Nhà để hát cho quý vị nghe. Cho anh biết tên em thôi.
anh biết tên đường, tôi cho anh biết tên em thương. Xin cho anh số nhà và làm ơn cho anh biết tên đường, làm ơn cho anh biết tên em luôn. Cảm ơn. Trước hết Sơn Tiền xin kính chào quý bạn quan khách. Và kính thưa quý vị, hôm nay Sơn Tiền rất được vinh hạnh được anh Nhật Trường mời tới đây để không biết chi vui hay là chi buồn. Nhưng mà đối với Sơn Tiền, hồi nãy giờ ngồi ở dưới, không biết quý vị nghĩ sao cho Sơn Tiền thấy anh Nhật Trường còn phong độ và còn sống quá. Thật ra đó, Sơn Tiền mới đánh từ bé, mà khi mà qua bên nước Mỹ, Sơn Tiền thâu thanh rất nhiều bài của anh, có thể nói là cỡ 40-50 bài. Mà nhờ những nhạc phẩm của nhạc sĩ Nhật Trường mà Sơn Tiền mới có ngày hôm nay. Và hôm nay Sơn Tiền xin đứng đây không hát những bài nhạc phẩm của anh Nhật Trường, mà để ngồi dưới để được thưởng thức giọng ca của anh. Và chỉ sợ sau này không được nghe anh hát nữa, cho nên Sơn Tiền xin hát những nhạc phẩm của nhạc sĩ Tú Nhi để tặng cho tất cả quý vị quan khách ở đây qua nhạc phẩm Ngày Đó Xa Rồi. Xin cảm ơn. Xa nhau đã cách thức.
để tham dự trong cái chương trình tạ từ sân khấu của Nam Định Ca Nhạc Trường. Thanh Toàn còn nhớ là có một cái bài hát mà người ta vẫn bảo là phố đêm đèn mờ răng răng, màu trắng như màu đen mà tắt đèn sao tối thui. Đó là cái bài phố đêm rất là quen thuộc, và chính cái bài hát này là một trong những cái tác phẩm mà cũng đã đưa người nữ ca sĩ này lên cái nấc thang danh vọng. Thưa quý vị, một tràng pháo tay dành cho nữ dân ca Phương Hồng Quế. Hôm nay Phương Hồng Quế đến đây với đêm dạ từ sân khấu của anh Nhật Trường và mang một tâm trạng như hồi nãy anh Nhật Trường hỏi là không biết vui hay là buồn. Với tâm trạng của Phương Hồng Quế thì thấy rằng có vui và có buồn. Vui là vì hôm nay quý vị đã đến đây rất là đông với anh Nhật Trường, với tấm tình thương mến anh Nhật Trường suốt bao nhiêu năm qua, cũng như thương mến anh chị em nghệ sĩ chúng tôi, và đến hôm nay rất là đầy đủ. Buồn là vì sẽ có một ngày nào đó Phương Quế cũng đứng, cũng có một đêm giả từ sân khấu, giả từ quý vị. Cho nên đó là xa cách quý vị thì Phương Quế mang một tâm trạng rất là buồn, vì đối với cái nghề nghệ sĩ của chúng tôi thì đứng ở trên bục gỗ, ở trên sân khấu biểu diễn với quý vị và với một cái tuổi đời đã qua thì chúng tôi chắc là không còn tồn tại lâu được, xa dần quý vị thính giả, nhưng chúng tôi rất là quý mến và kính trọng thương yêu tất cả quý vị. Hôm nay Phương Quế mang tâm trạng vừa vui vừa buồn đến với anh Nhật Trường riêng và cùng với tất cả quý vị ở đây. Phương Quế xin hát bài hát của anh Nhật Trường
với tất cả tâm tình của người em gái văn nghệ dành cho người anh mà Phường Quý và Nhật Trương đã có rất nhiều kỷ niệm đi chung ở nhau các tiền đồn với nhau và đã từng hát chung sân khấu, cùng chung sân khấu Hồng Trà năm xưa, rất là nhiều kỷ niệm. Hôm nay đến đây với anh, với tâm tình một người em văn nghệ rất là thương kính anh và được xin được hát một bài hát của anh cũng rất nổi tiếng, thưa quý vị, nhạc phẩm Chuyện Hẹn Hò, để tặng tất cả quý vị đêm hôm nay. Cảm ơn quý vị. Thank you.
rất dài. Một bài hát nữa Phương Quế muốn có một kỷ niệm với anh nhà trường. Bài hát này từ khi hai anh em chúng tôi ở Việt Nam có hát chung với nhau ở trong video và có được mang sang chiếu trước ở bên Mỹ này lúc Phương Quế và anh nhà trường còn ở Việt Nam. Bài hát mang nhiều kỷ niệm với anh nhà trường. Ai nói yêu em đêm nay? Xuống hầu như không có một cái bàn nào mà vắng hẳn. Điều đó đã nói lên rằng quý vị đã yêu nhạc trường, tức là yêu nhạc của Trần Thiện Thanh, tức là yêu đời lính.
Và kính thưa quý vị, nói đến người yêu của lính, không ai khác hơn là một giọng ca mà hồi nãy có người yêu cầu bài của anh Trinh Nữ của Trần Thiện Thanh, mà Nhật Trường không dám hát để nhường lại cho một người mà Nhật Trường thường nói với tôi rằng, thường nói với anh Thanh Toàn rằng, và thường nói với những người thân rằng, người yêu của lính đó chính là Hoàng Oanh. Kính thưa quý vị, cách đây một tuần, cách đây 2-3 tuần thì Hoàng Oanh có đi chợ và có nhìn thấy một tấm quảng cáo đề là anh Nhật Trường tạ từ sân khấu. Hoàng Oanh hết hồn, Hoàng Oanh rất là ngạc nhiên và Hoàng Oanh hôm nay nhất định là đến đây để hỏi thăm anh tại sao mà anh không muốn làm kiếp tầm nhã tơ nữa. Và Hoàng Oanh rất là ngậm ngùi. Thì Hoàng Oanh có nghe anh nói ở trên đài phát thanh là Hoàng Oanh là anh muốn giả từ trong lúc anh còn đang hát rất là hay để cho tất cả những người khán giả mến mộ còn nhớ anh ở trong lòng. Thì Hoàng Oanh thấy là anh cũng có những lý lẽ riêng của anh. Và hôm nay Hoàng Oanh đến đây để chia sẻ cùng anh nhớ lại ngày xưa. Anh là cũng như anh Duy Khánh là hai người trưởng ban nhạc rất là dễ mến và Hoàng Oanh rất là cảm phục tài nghệ của anh, tài nghệ sáng tác cũng như tài nghệ trình diễn ca nhạc, ca hát. Và anh cũng là, anh Duy Khánh cũng như anh Nhật Trường là những người trưởng ban rất là dễ mến, dễ dãi đối với những người nghệ sĩ trong ban. Tại vì Hoàng Oanh có khi Hoàng Oanh đi hát, đi vào thâu thanh trễ thì anh không có cằn nhằn Hoàng Oanh gì hết. Cho nên Hoàng Oanh rất cảm ơn và hôm nay Hoàng Oanh đến đây hát những bài hát của anh ngày xưa mà Hoàng Oanh thường hay hát. Và quý vị cũng thường nghe Hoàng Oanh hát những bài hát này. Bài hát mà anh Vân vừa mới giới thiệu đó là bài Người Yêu Của Lính của Trần Thiện Thanh. Thank you.
là người yêu của mình. Ai em cánh hoa từng bên bạn em. Ai em cánh hoa thương cho em đợi chờ và nhớ lắm. Ai kể tình em quý vị yêu có yêu cầu bài Hai Vì Sao Lạ và bài Hoa Trinh Nữ thì bây giờ Ngọc Anh xin hát một khúc bài Hai Vì Sao Lạ và kế đó là bài Hoa Trinh Nữ. Kính thưa quý vị, một trong những bài hát mà Hoàng Oanh rất yêu mến ngày xưa mà ít khi nào Hoàng Oanh hát, sau này ra hải ngoại thì Hoàng Oanh thường hay hát trên sân khấu bài Hoa Trinh Nữ. Bài hát này rất hay và kính mời quý vị thưởng thức sau đây liên khúc bài Hai Vì Sao Lạ và Hoa Trinh Nữ.
khi nhắc đến những tác phẩm, những sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thì phải nói là một trong những tác phẩm mà dính liền với cái tên Trần Thiện Thanh. Thanh Trần nghĩ rằng ông không hát cho những người sống không thôi, và ông cũng hát cho những người đã nằm xuống, những người mới ngày hôm nào mặc bộ đồ thay đi mang người sâu và họ ngã lại ở trên cái vùng đất quê hương thay cô chăm me ở một nơi nào đó, chắc cô kinh tâm vân vân. Và những sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng đi theo với sự hy sinh lớn lao đó cho tổ quốc. Và kính quý vị, trong cái chương trình hôm nay thật sự ra là những cái giây phút đầu tiên thì chúng tôi cố gắng tạo những cái niềm vui cho cái chương trình, nhưng thay toàn đi một vòng hết sĩ quốc chuyên lên thì chúng ta thấy là trong tất cả quan khách ai cũng có cái có một chút gì đó cảm động cho cái sự tạ từ của nam thanh ca Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Nếu muốn nói những sáng tác về người lính, muốn nói những cái nét hào hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa thì kính quý vị, Thanh Toàn không đủ tư cách để nói tới điều đó. Thanh Toàn xin được quý vị và các chị một tràng pháo tay dành cho một người đàn anh đi trước Thanh Toàn. Bạn sẽ nói về những tác phẩm của Nhật Trường Trần Thiện Thanh, và đó cũng là một trong những MC nổi tiếng trên thế giới hôm nay. Thưa quý vị, MC Ngọc Phu. Kính thưa quý vị, nếu hôm nay mà Nhật Trường không mời tôi cũng phải tới. Tôi tới để tôi còn plan, tức là một bạn rất là trẻ chưa gì đã giả từ vũ khí. Nếu nói về tuổi đời á, về trong âm nhạc thì Nhật Trường mới có 40 năm. Tôi đã được 50 năm rồi, và người lớn hơn nhiều hơn tôi nữa là ông Lưu Hồng là 53 năm. Và trong đó Nguyễn Lâm cũng 52 năm, và cô Thúy Hồng năm nay cũng là gần 50 năm trong âm nhạc. Chưa người nào giả từ vũ khí cả, có mình Nhật Trường rất vui. Quy y nơi cơ phẩm. Và nếu một ngày nào tôi giả từ vũ khí cũng như giả từ âm nhạc là khi đó mami của tôi nói rằng, người hiền phụ tôi nói anh ơi ngưng đi, thì lúc đó tôi mới ngưng. Và tôi chỉ ngưng khi là vợ tôi ra lệnh. Chứ còn cuộc đời âm nhạc chúng ta đẹp quá, chúng ta tu bao nhiêu kiếp để thành một nghệ sĩ chứ phải dễ. Và đặc biệt nữa là chúng tôi quên nhắc một người cũng đã lâu lắm rồi trong âm nhạc, bây giờ vẫn còn tiếp tục, tuy tuổi đã hơn tôi rất nhiều, đó là nghệ sĩ Thi Thoảng, một hài hước nổi danh nhất của nam sĩ Thi Thoảng. Nói tới Trần Thiện Thanh thì anh cho biết là năm 1963 anh đã gia nhập vào quân đội và đi hát đó hát đây. Thiệt ra cái người mà hát tiền đồn nhiều nhất có mặt hôm nay đó là Phương Hồng Quế và cô Kim Tuyến. Đó là những người gọi là đến với nhau lính bằng người, chứ không phải tiếng ca của lớp của từ địa phương. Và đó là những người bạn mà tôi biết đã từng xông pha với tôi nơi những buổi văn nghệ của nơi tiền đồn. Đó là khi chúng tôi còn trong Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương thì Kim Tuyến và Phương Hồng Quế là người sát cánh nhất. Và tôi cũng là một thời đệ tử ông Lưu Hồng, tức là ngành vũ. Và tôi cũng có một lúc sống với anh Thi Thoảng trong Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương. Kính thưa quý vị, anh Trần Thiện Thanh tức là Nhật Trường cũng là một trong những người xông pha nơi trong những trận mạc để chúc vui cho các chiến sĩ đang ngày đêm chiến đấu giữ gìn quê hương. Những tiếng hát anh đi ra sau nha, thành công hơn chúng tôi rất nhiều, nhiều người biết anh hơn, và anh đã giúp ích cho văn nghệ cũng rất là nhiều. Điều đó chúng tôi cũng không quên cảm ơn người bạn trẻ, tuy rằng đã gác kiếm nhưng tôi nghĩ rằng điều đó không hẳn là gác kiếm thật. Và hôm nay một lần nữa chúng tôi xin cúi đầu để kính chào một người tôi mến phục, đó là chiến sĩ Võ Đại Tôn cũng có mặt hôm nay. Ông không trong văn nghệ nhưng ông trong chính trị cũng là một trong những người sáng giá làm chúng tôi tôn mến, đó là ông bà Võ Đại Tôn. Một người nghệ sĩ xinh đẹp đứng sân khấu vẫn hơn những người già nua như chúng tôi, nhưng chúng tôi không gác kiếm như anh Trần Thiện Thanh, chúng tôi không giả từ vũ khí như anh Trần Thiện Thanh. Bởi vậy chúng tôi luôn luôn mến mộ cái hát của anh và những tác phẩm của anh mọi người ưa thích. Và bây giờ có một người mà chương trình lúc nào yêu cầu, chúng tôi không biết người đó có sẵn lòng không, đó là cô Thúy Hồng. Cô Thúy Hồng mới ở xa về, mới đi trình diễn show ở Las Vegas về. Kính thưa quý vị, khi tôi được tin là anh Nhật Trường Trần Thiện Thanh nói là tạ từ
khán giả thì tôi chợt rất là bồi hồi, là tại vì tôi quá xúc động khi nghe tin đó. Tại vì nghệ sĩ sao cứ tạ từ là không hát, rồi có những người tạ từ luôn, nằm xuống luôn. Tôi đâm ra tôi cũng sợ. Tôi cứ từ lâu rồi tôi nghĩ tới một thời gian nào đó chính tôi cũng phải tạ từ. Nhưng cái nghiệp chỉ sao nó không cho tôi tạ từ. Thành ra bây giờ tôi vẫn tiếp tục. Và có lẽ là tại vì sự thương mến của tất cả quý vị ở đây, cũng như tất cả quý khán thính giả đã thương mến Thúy Hồng, cũng như tất cả anh em ban kịch sống. Và Thúy Hồng có nói với anh Nhật Trường, tại sao anh lại tạ từ? Anh từ giả hết, anh từ giả, anh không hát nữa. Nhưng cái tên nhạc sĩ Trần Thiện Thanh quá lớn, những bản nhạc của anh đã đi sâu vào lòng tất cả người dân Việt Nam và những nghệ sĩ yêu mến những tác phẩm của anh. Xin anh khoan đã, đừng vội tạ từ, hãy ở lại với tất cả khán thính giả thương mến anh, cũng như tôi là một người nghệ sĩ đồng trang lứa với anh. Nhưng tôi không muốn mất anh, tôi không muốn mất giọng hát của anh. Xin anh hãy ở lại, cũng như tất cả quý vị ở đây. Xin anh Nhật Trường, ngày nào còn hát được, còn sáng tác được, xin anh hãy ở lại với chúng ta. Quý vị đồng ý hay không? Và hôm nay, một lần nữa, tôi cũng mong rằng anh Nhật Trường hãy vì anh em nghệ sĩ, vì khán thính giả, xin cùng ở lại sân khấu với chúng tôi cho đến ngày nào chúng ta không còn hơi thở nữa, chúng ta không còn diễn nữa, thì chúng ta hãy tạ từ tại sân khấu. Xin kính chào quý vị. Thầm thầm chiều trôi, khuya đi thôi, sao chờ
dấu lệ mầm. Nghe tặng cho anh một cái quà này, nhưng mà lúc nãy anh bận đánh thay quần áo, thì con này để em đưa lại cho em. Bức tượng Phật Di Lặc, tại vì em thấy anh giờ này tối để anh tụng kinh chú Đại Bi, là em muốn tặng anh. Cảm ơn khán rất nhiều. Thưa, đây là một cái Phật Di Lặc. Vâng, xin hết sức là cảm ơn Ban Ngọc Khánh. Tôi sẽ... Em không có để di truyền vào đây, nếu mà để cái di truyền thì là sợ không phải. Nó sẽ trói buộc tình duyên, nhưng mà em, giữa em với anh chỉ là anh em thôi, thành ra mình không có nên có sợi di truyền để chi. Nó trói buộc mình vào để mất công lắm. Thưa quý vị, cô Mai Ngọc Khánh, cất cái này lên nó mất. Thưa quý vị, cô Mai Ngọc Khánh, cô ấy làm cho tôi rất cảm động. Cũng như rằng là cách đây 40 năm, gần 40 năm, cô ấy đã làm cho tôi cảm động một lần rồi. Là cái lúc mà chúng tôi làm việc ở cục tâm lý 9, thì có một bữa là cái xe chúng tôi hư, xe chúng tôi hỏng, thì cô Mai Ngọc Khánh cô ấy bảo rằng là thế thì anh đi về bằng xe của em vậy. Thì mình nghe mình cứ tưởng đâu rằng là cô ấy có cái xe ô tô, là có cái xe gắn máy gì hay có xe đạp gì đó mình đi theo. Thì tôi đi ra đằng trước thì bà ấy chỉ lên cái xe xích lô, và bà ấy lên, bà ấy ngồi trước, thế tôi mới ngồi đằng trước đây. Mà quý vị biết xe xích lô mình cái chỗ ngồi nó nhỏ lắm, bà ấy ngồi trong này, tôi ngồi trước này, mình cứ đưa mặt ra mà ông xích lô ông cứ đạp, sợ lắm, sợ là vợ tôi bắt gặp. Cảm ơn hai ông Khánh. Cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng vậy, đâu có gặp gì đâu. Ông đã hên. Tới nhà anh xuống xe trước. Vâng. Cảm ơn. Đó là một kỷ niệm rất là đẹp của đời nghệ sĩ chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, cảm ơn anh Ngọc Khánh rất nhiều. Thưa quý vị, sau đây thì tôi xin trình bày một bài hát theo chương trình. Đó là một cái bài hát mà tôi sáng tác cũng cách đây nhiều năm, và thưa mang rất nhiều cái hình ảnh dáng dấp của quê hương tôi Phan Thiết ở trong tác phẩm. Mời quý vị, xin phép quý vị cho tôi được hát một bài hát có cái tựa đề là Biển Mặn. Thầy cũng đến để dựng cái đêm từ giá sân khấu của tôi. Con xin cảm ơn thầy Lê Minh Chính rất nhiều, xin cảm ơn thầy cô. Và con muốn hát một cái liên khúc của cái bài hát Biển Mặn, và một cái bài hát nói về cái chết của một người học trò, cũng là một người học trò của thầy, bạn của con, đó là cố đại úy Vũ Mạnh Hùng của tiểu đoàn 3 thuộc quân lục chiến, đã cùng ngã tại cầu Bình Lợi vào ở trong cái dịp Tết Mậu Thân. Thì tôi xin hát hai bài hát Biển Mặn và Rừng Lá Thấp. Rừng Lá Thấp cũng theo yêu cầu của một người khán giả với người báo với tôi lúc vừa đến. Ôm ấp tình thương nước xa sông buồn, tìm về đồng tình yêu thành sông thái bình dương. Rồi từng đêm xưa sóng vỗ về du
đi xuống trên trên nhiều lá thắm mà thôi, nhiều lý
cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây, theo lời yêu cầu của một người bạn tôi, kỵ binh thiếu tá Hà Mai Quyên, người đã từng tuyên bố với báo chí Mỹ là cuộc chiến tranh ở Việt Nam chưa chấm dứt và tôi vẫn còn là một người lính tại ngũ. Thưa quý vị, anh ấy muốn nghe cái bài hát Anh Về Với Em, và xin phép quý vị mời quý vị nghe bài hát này cùng với Hà Mai Quyên. Anh về với em như như chim liền cánh, như cây liền cành, như như trò hơi sông, như nước xuôi dòng vào lòng đại dương. Em ơi chẳng còn xa nên tình yêu vẫn còn. Tình yêu đơn bóng sưởi ấm, ta xa nhau lâu rồi, ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi. Anh về với em, mai ta lại cách xa nhau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.